Các phường pha lê và loạt sao Việt nặng lời chỉ trích nam em vì mượn Trường Giang để đánh bóng tên tuổi. Nhiều sao Việt không đồng tình với cách nam em công khai chuyện tình cảm bí mật với Trường Giang. Những ngày qua, thông tin nam em thừa nhận từng yêu Trường Giang trở thành đề tài gây ra nhiều ồn ào, bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, phát ngôn giật gân của người đẹp lại gây nhiều tranh cãi khi cho rằng cô dựa hơi tên tuổi của Trường Giang để làm chiêu trò PR cho bản thân và sản phẩm âm nhạc vừa được ra mắt. Ngoài cư dân mạng, nhiều sao Việt cũng không đồng tình, thậm chí chỉ trích nam em vì phá vỡ hạnh phúc của Trường Giang nhà Phương khi cô công khai mối quan hệ không chính đáng ở thời điểm này. Nam em cho rằng tiết mục Ơn Rời Cậu Đây Rồi không phải diễn mà là tình cảm thật. Người mẫu Hồ Đức Vĩnh cho rằng nam em đang lợi dụng danh tiếng của Trường Giang để nổi tiếng. Dễ hiểu quá mà, diễn viên nữ bây giờ muốn nổi thì cứ quen Trường Giang, đảm bảo hết cả sân khấu lẫn truyền thông đều săn đón. Người mẫu Hồ Đức Vĩnh mỉa mai nam em mượn danh Trường Giang để đánh bóng tên tuổi. Trang Trần khá nặng lời chỉ trích, hỏi sao mình không hạnh phúc vì bất chấp đạp vào cái tổ ấm của người ta, có thể cuộc tình của mình xuất hiện khi cặp đôi chia tay, nhưng là đàn bà, gato à, mà lúc người ta hợp lại sắp cưới thì ném vào nhà chắc gì sang. Trong khi đó, Pha Lê và Cát Vượng cũng không đồng tình với việc nam em công khai chuyện tình cảm với Trường Giang. Biết người ta có người yêu rồi, sao lại cứ lao sao vào kêu tên, vô trách nhiệm với chính bản thân mình và coi giá trị mình quá rẻ. Mà đã thế rồi còn tung hê, nghĩ là người ta thương hay sao, suy nghĩ lệch lạc, nuông chiều cảm xúc bệnh hoạn, không sao lại còn lên tiếng tố tụng, thật không hiểu cô muốn gì, Pha Lê vô cùng bức xúc. Cát Vượng cũng lắc đầu ngao ngán trước ồn ào tình ái của đàn em, thiệt là chẳng ra gì, tôi là tôi không thích cái vụ này rồi ngang, có nói ra, nói vô gì cũng hiểu mình là con gái, khôn nhờ dạy chịu, lên đây than thở hay trách móc thì được bao nhiêu người hiểu đây. Pha Lê đổ Cát Vượng không đồng tình cách công khai chuyện tình cảm của nam em. Lê Phương cũng tỏ ra khó hiểu về những phát ngôn của nam em khi đã làm tổn thương nhà Phương trong ồn ào lần này. Nam em bất ngờ gỡ bỏ MV mới để chứng tỏ không mượn chuyện tình cảm với Trường Giang để PR. Giữa ồn ào chuyện tình cảm, nam em quyết định gỡ bỏ MV mới dù chỉ mới ra mắt cách đây 5 ngày. Nam em ra mắt MV cùng anh đi xa vào ngày 14 tháng 3 với lời hứa nghiêm túc trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ngay sau buổi ra mắt, người đẹp bất ngờ có chia sẻ giật gân với báo chí về việc từng yêu danh hài Trường Giang, thậm chí cô còn tiết lộ ca khúc mới này dành tặng cho Mười Khó. Chính vì vậy, nam em bị chỉ trích dựa hơi Trường Giang, đem chuyện tình cảm PR cho sản phẩm âm nhạc mới. Tối 19 tháng 3, MV mới của nam em bất ngờ bị gỡ bỏ trên kênh YouTube chính thức. Nói về quyết định gỡ bỏ MV chỉ sau 5 ngày ra mắt, phía nam em cho biết, dù đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu bước đi mới của mình sau nhiều biến cố xảy ra, nhưng nam em vẫn quyết định tạm ngưng phát sóng sản phẩm trên kênh YouTube cá nhân, để tránh những ý kiến cho rằng cô đang muốn tạo sự chú ý cho sản phẩm thông qua scandal. Qua đó, nam em cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ về những ồn ào trong thời gian gần đây. Tôi biết những ngày qua các bạn có thể sẽ không vui với những thông tin về tôi. Nếu có bất cứ điều gì làm cho hình ảnh của tôi bị xấu đi trong mắt các bạn, tôi chỉ biết nói là tôi xin lỗi. Nam em, những ngày qua nếu có lỡ làm chị Nhã Phương tổn thương, tôi chân thành xin lỗi. Hoa khôi nam em đã có những chia sẻ xung quanh mối quan hệ giữa cô và Trường Giang, cũng như đính chính việc dùng phát ngôn cũ của Nhã Phương trên trang cá nhân. Những ngày vừa qua, chuyện nam em thừa nhận từng yêu Trường Giang khiến khán giả hết sức quan tâm. Nguyên nhân nào khiến bạn quyết định tiết lộ mối quan hệ này? Nam em là người sống thật nên sẽ không bao giờ để cảm xúc bản thân bị thiệt thôi. Đó là lý do tôi thừa nhận mọi chuyện. Ai xem những chương trình gần đây có nam em và Trường Giang sẽ thấy chúng tôi có sự đồng cảm, hiểu nhau nhất định trên sân khấu. Trường Giang là người đàn ông tôi yêu nhất sau 4 năm bỏ bê chuyện tình cảm. Yêu anh nhiều tới độ ngày nào đến tầm giờ chiều cũng nhớ kinh khủng. Giống như bị nghiện chất kích thích vậy đó, phải gặp anh mới cảm thấy được thỏa mãn. Đối với nam em, Trường Giang là người mang lại nhiều cảm xúc và cũng tổn thương rất nhiều. Khoảng thời gian ở bên Trường Giang rất đáng nhớ. Hiện tại, tôi còn nhiều tình cảm lắm, nhưng phải học cách quên đi. Nhắc lại chuyện cũ đã qua, nam em có lo sợ sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của Trường Giang nhà Phương. Nam em thừa nhận chuyện tình cảm với Trường Giang không nhằm mục đích khiêu khích hay muốn đấu đá với nhà Phương để giành giật anh. Tôi cũng không có chủ đích
phá đám, quấy rầy khoảng thời gian êm đẹp của anh chị. Xin lỗi vì những ồn ào trong những ngày qua, và nếu lỡ làm anh chị tổn thương, Nam Em chân thành xin lỗi. Nam Em chỉ muốn nhắn nhủ tới Trường Giang rằng, anh đừng làm người phụ nữ nào đau khổ nữa. Nếu được, mong anh hãy thay đổi cách đối xử với những người phụ nữ xinh đẹp xung quanh. Vì chúng tôi cũng có trái tim, không thể nào cũng kiểm soát nó tốt được. Nhất là ai sống tình cảm như Nam Em, rất dễ mũi lòng bởi sự quan tâm đặc biệt. Mà cách Trường Giang chăm sóc cho người phụ nữ anh thương thì lại rất hoàn hảo, không chê vào đâu được. Mong rằng em sẽ là người chịu tổn thương cuối cùng trong cuộc đời của anh. Anh hãy dành hết tình yêu của mình cho chị Nhã Phương nhé. Chúc hai người sẽ có một cái kết thật đẹp. Sau khi mọi chuyện được công khai trên báo chí, Trường Giang có chủ động liên hệ xin lỗi Nam Em không? Khi làm ca khúc mới, thời điểm đó hai đứa vẫn rất mặn nồng. Thậm chí Nam Em còn nghĩ mình và Trường Giang sẽ có cái kết đẹp bên nhau. Sau đó vào thời điểm tôi gặp vấn đề về sức khỏe, chuyện kinh doanh, cũng là lúc Trường Giang nói thẳng rằng anh xin lỗi, anh còn rất yêu Nhã Phương, dù hai người đang trục trặc tình cảm. Điều này tôi cũng tiên liệu từ trước, họ chỉ giận nhau thôi, qua rồi thì lại về với đối phương. Trường Giang có hỏi ngược lại, tại sao biết vậy mà vẫn đến với anh? Tôi nói rằng vì em quá mệt mỏi, ai cũng mưu cầu hạnh phúc, em không phải ngoại lệ. Mấy ngày hôm nay thì Trường Giang và Nam Em không liên lạc nữa. Lần cuối cùng anh gọi điện là để tạm biệt, anh nói, em là người phụ nữ tốt, anh không xứng đáng với em đâu, rồi biến mất. Sau đó mình tự nhủ phải cố gắng quên anh, và đến giờ mọi thứ cũng dần nguôi ngoai. Tiết lộ về mối tình với Trường Giang hẳn khiến Nam Em vướng phải không ít thị phi từ dư luận. Nam Em bình tĩnh đón nhận tất cả thôi, đã công khai rồi thì mình phải chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân. Mọi người cứ chửi, cứ chỉ trích đi, tôi chấp nhận. Nam Em chỉ hy vọng sẽ nhìn thấy đám cưới của Trường Giang và Nhã Phương. Mong chuyện này thật viên mãn, không có những bài báo tiêu cực về Trường Giang nữa. Trường Giang có nói với tôi rằng, tình yêu khác với những thứ tình cảm khác ở sự hy sinh, vậy coi như sự hy sinh này tôi dành cho anh ấy. Vừa qua trên trang cá nhân, Nam Em chia sẻ dòng trạng thái khá giống với phát ngôn của Nhã Phương hồi năm 2016 khi nói về Quế Vân giữa scandal tình Tây Ba. Đây liệu có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên? Thực ra câu nói, lỗi không phải do tình yêu là do mình yêu là của Nam Em. Tôi chưa hề biết Nhã Phương từng nói như vậy với Quế Vân. Thời điểm đăng bài tôi đang đi trên xe di chuyển, lúc đó cảm xúc thế nào thì tôi nói như vậy. Nam Em không ngờ chị Nhã Phương cũng từng sử dụng phát ngôn ấy, đó là sự trùng hợp. Thực chất tôi nhìn thấy giữa mình và Nhã Phương có những điểm tương đồng về suy nghĩ. Tôi nghĩ thời điểm hiện tại, chắc chị cũng không giận tôi đâu, hy vọng là vậy. Lộ cuộc gọi của Trường Giang cho Nam Em, ngay sau khi cầu hôn Nhã Phương, nói một câu người phụ nữ nào cũng thấy chạnh lòng. Kể rõ tường tận thế này, phải chăng Trường Giang hẹn hò Nam Em là sự thật? Vô tình tiết lộ chuyện từng hẹn hò với Trường Giang, Nam Em đang khiến cộng đồng mạng một phen hoang mang, không rõ đâu là sự thật. Đặc biệt là trong thời điểm cô đang chuẩn bị ra MV ca nhạc, càng khiến cho nhiều người khẳng định Nam Em cố tình làm vậy để PR cho bản thân. Đáp lại sự chỉ trích, Nam Em vẫn một mực cho rằng việc làm của mình là do quá tổn thương vì bị Trường Giang bỏ rơi. Thậm chí Nam Em còn kể lại tường tận việc cô và Trường Giang hẹn hò ra sao. Đỉnh điểm là việc sau khi cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình, Trường Giang đã gọi điện cho cô để nói điều này. Trước đó trên báo, Nam Em đã chia sẻ rằng cô và Trường Giang yêu nhau sau khi quay Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thời điểm đó Nam Em đang gặp nhiều chuyện buồn như việc kinh doanh bị phá sản, ốm đau. Chính Trường Giang là người đã chủ động nhắn tin an ủi cô. Điều này khiến Nam Em cảm động, dù biết Trường Giang đang quen Nhã Phương nhưng cô vẫn đồng ý hẹn hò cùng nam diễn viên. Theo lời Nam Em, sau sự kiện Trường Giang cầu hôn Nhã Phương, cô và nam danh hài đã chia tay và không hề liên lạc lại. Trường Giang chỉ gọi điện nhắn nhủ cho cô một câu, khiến cô vẫn ám ảnh đến hiện tại. Đêm hôm đó anh gọi cho tôi, anh hỏi tôi ngủ chưa, anh nói tôi ngủ đi, anh không xứng đáng với tôi đâu, tôi là người phụ nữ tốt, rồi anh mất tích đến nay. Tôi đã khóc rất nhiều, rồi hôm sau vẫn phải tự vực mình dậy, bước tiếp cùng nỗi đau. Khi chia sẻ chuyện này tôi lại tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng tôi muốn dùng chính sự tổn thương ấy để thuyết phục anh Giang thay đổi, và tôi sẽ là người phụ nữ cuối cùng tổn thương vì anh, Nam Em trả lời phỏng vấn trên báo. Ngoài ra Nam Em còn cho biết cô đau như chết đi sống lại vì dành quá nhiều tình cảm cho một người có ngoại hình bình thường, không phải đại gia như Trường Giang, và cuối cùng nhận lại quả đắng. Nam Em cũng tuyên bố cô sẽ không nhận show nào có Trường Giang trong thời gian sắp tới vì không muốn chạm mặt giữa tâm bão scandal. Hiện tại sự việc mới chỉ có một mình Nam Em lên tiếng, phía Trường Giang cũng như bạn gái Nhã Phương vẫn im lặng và không hề đá động đến sự việc.
Chính vì thế các fan hâm mộ của cặp đôi này mong mọi người trong cuộc lên tiếng sự thật để tránh ảnh hưởng đến danh dự.